trong tác chiến hiện đại, lực lượng không quân ngày càng đóng vai trò quan trọng. Làm chủ bầu trời sẽ quyết định cục diện trên chiến trường. Bên cạnh đó, lực lượng không quân còn có vai trò đặc biệt trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. Để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc Việt Nam, Bộ đội Không quân là một trong những lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Không quân nhân dân Việt Nam đã được trang bị nhiều loại máy bay thế hệ mới hiện đại nhằm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh các loại có nguồn gốc xuất xứ từ Liên Xô cũ, Nga, hiện nay Không quân nhân dân Việt Nam đã được trang bị một số loại máy bay do châu Âu sản xuất. Trong các phần trước của loạt chương trình Núi Sông Bờ Cõi về Không quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện về nghề và cuộc sống của các phi công lái máy bay chiến đấu, máy bay vận tải. Ở phần tiếp theo của loạt chương trình Núi Sông Bờ Cõi sẽ là những câu chuyện đặc biệt về những người bạn của phi công. Đó chính là những chiếc máy bay với đa dạng kiểu loại, tính năng và nguồn gốc xuất xứ của Không quân nhân dân Việt Nam. Lực lượng không quân tiêm kích là một lực lượng của quân chủng phòng không không quân, có nhiệm vụ đánh chặn, tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu và các khí tài bay khác của kẻ thù để bảo vệ không phận Việt Nam. Không chỉ làm nhiệm vụ phòng không, với việc được trang bị các máy bay đa chức năng, mang được cả vũ khí đối không, đối đất, đối hải, hiện nay lực lượng không quân tiêm kích còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tiêm kích bom, tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên biển. Hiện nay, Không quân nhân dân Việt Nam đang sử dụng loại máy bay tiêm kích đa năng hiện đại Su-30MK2 do Nga sản xuất. Loại máy bay này đã được biên chế theo các trung đoàn không quân tiêm kích. Trung đoàn Không quân 927 thuộc Sư đoàn Không quân 371 là một trong các đơn vị được trang bị máy bay Su-30MK2. Đây là máy bay Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là máy bay tiêm kích đa năng do Nga sản xuất. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là có thể đạt đến 38 tấn 8 và trọng lượng hạ cánh tối đa có thể đạt đến 30 tấn. Tầm bay xa nhất của máy bay khi mà không tiếp nhiên liệu là 3.000 km và khi có tiếp nhiên liệu trên không nó có thể đạt đến 5.200 km. Máy bay được trang bị hệ thống radar quang và radar vô tuyến tương đối hiện đại, có thể đánh các mục tiêu trên không, mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết ngày cũng như đêm. Trước mắt quý vị đây là 12 giá treo trang bị cho Su-30MK2 ở hai bên cánh. Mỗi bên cánh là 6 giá treo và nó có thể mang được tối đa là 8 tấn vũ khí, có thể sử dụng các loại tên lửa không đối không, không đối mặt, không đối hạm. Đây là bộ phận phía sau của máy bay. Máy bay được trang bị hai động cơ An-31F có thể tạo ra lực đẩy tối đa là 12.500 kg lực. Hai động cơ kết hợp với hệ thống điều khiển của máy bay có thể giúp cho máy bay tạo ra các trạng thái, các động tác bay phức tạp cao cấp ở trên không, độ cao trung, độ cao cao cũng như độ cao thấp và rất thấp trên mặt đất, trên biển. Tốc độ tối đa của máy bay có thể đạt ở độ cao 11.000m là 2.125 km/h và gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Máy bay Su-30MK2 được trang bị hai hệ thống radar là radar vô tuyến và radar quang điện tử, giúp cho máy bay có thể phát hiện, xác định mục tiêu ở cự ly tối đa lên đến 400 km và cùng một lúc theo dõi, quản lý được 10 mục tiêu trên không cũng như ở mặt đất. Ngoài hệ thống tên lửa đánh xa, tầm trung, tầm gần thì máy bay còn được trang bị hệ thống súng pháo, giúp cho máy bay có thể chiếm lợi thế trên không ở cự ly gần. Trên máy bay được trang bị các loại pháo cỡ lòng 30mm, tên của nó là GSA-301. Sơ tốc đầu đạn của nó có thể đạt đến 1.600m/giây. Máy bay trang bị hai buồng lái với kíp bay đủ hai phi công. Hai phi công ở hai buồng lái có thể điều khiển máy bay từ vị trí hai buồng là như nhau, giúp cho trong quá trình điều khiển một trong hai phi công vừa điều khiển máy bay vừa sử dụng các hệ thống vũ khí, sử dụng hệ thống thiết bị, có thể tạo điều kiện để ngắm bắn, tiêu diệt mục tiêu. Điểm đáng chú ý là hiện nay Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được công tác đào tạo phi công và đội ngũ thợ máy trên loại máy bay thế hệ 4 hiện đại này. Thời gian gần đây thì đặc biệt là lực lượng phi công của Trung đoàn Không quân 927 thì đều được huấn luyện và chuyển loại ở trong nước. Cái này khẳng định một lần nữa về trình độ huấn luyện của đội ngũ giáo viên, giảng viên ở trong nước đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và khẳng định rằng Việt Nam chúng ta là làm chủ được vũ khí trang bị, dù đó là công nghệ hiện đại như Su-30MK2 là trong lực lượng phi công và thợ máy của trung đoàn đã được huấn luyện trong nước nhưng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, làm chủ được vũ khí trang bị và thực hiện tốt các cái thao tác trong sử dụng vũ khí trang bị và làm chủ được vũ khí trang bị. Bên cạnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện thường xuyên, hàng năm Trung đoàn 927 sẽ cử phi công đi tham gia các cuộc diễn tập bắn ném bom đạn thật do Sư đoàn 371 tổ chức hoặc tham gia diễn tập với các quân binh chủng theo kế hoạch. Trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu thì hàng năm thì có các nhiệm vụ là huấn luyện bắn đạn thật và diễn tập. Thì trung đoàn đấy là để khẳng định cái trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ của trung đoàn, đặc biệt cho lực lượng phi công. Trung đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, cho nên trong các cái nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật đảm bảo an toàn tuyệt đối, trúng mục tiêu luôn được quân chủng và bộ đánh giá cao, đặc biệt là cái nhiệm vụ chủ trì phối hợp hiệp đồng trong nhiệm vụ bắn ném diễn tập ở GT-17 là đạt thành tích xuất sắc. Trong mọi tình huống thì đội Trung đoàn Không quân 927 thì nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn Không quân 371, quân chủng phòng quân. Trong mọi tình huống chiến đấu thì đều đã có các cái phương án để tác chiến làm sao phù hợp. Vì vậy, huấn luyện thời bình thì là để cho thời chiến. Cho nên trong huấn luyện thời bình nó đã là một phần đáp ứng được cái yêu cầu của thời chiến. Cho nên với đơn vị Không quân 927 thì đã có các tình huống và sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ. Su-30MK2 là loại máy bay được phát triển lên từ Su-27 và nằm trong họ máy bay Su-27. Không quân Nhân dân Việt Nam có đơn vị được trang bị máy bay Su-27. Đầu những năm 1990, Việt Nam đã ký hợp đồng mua một số lượng nhỏ máy bay Su-27 từ Liên Xô và sau đó là Nga cung cấp, gồm hai phiên bản Su-27SK loại 1 chỗ ngồi và loại 2 chỗ ngồi Su-27UBK, Su-27PU dành cho huấn luyện. Việc được trang bị những máy bay Su-27 hiện đại ở thời điểm giữa những năm 1990 là rất quan trọng vì lúc này các máy bay tiêm kích có trong trang bị của Không quân Nhân dân Việt Nam như MiG-21 và Su-22 đã tương đối lạc hậu và các máy bay chiến lợi phẩm như F-5E cũng đã hết niên hạn và phụ tùng thay thế. So với máy bay Su-30 thì khả năng đối đất, đối hải của Su-27 là tương đối hạn chế. Tuy nhiên, chúng vẫn đảm nhiệm tốt vai trò chiếm ưu thế trên không. Hiện nay, các máy bay Su-27 của Không quân Nhân dân đều đã được nâng cấp, gia tăng tuổi thọ, khung thân, động cơ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ngoài hai loại máy bay Su-27, Su-30 thì trong Không quân Nhân dân Việt Nam còn có thêm một dòng máy bay đời cũ hơn, cũng do hãng Sukhoi chế tạo, đó là Su-22. Máy bay Su-22 gia nhập Không quân Nhân dân Việt Nam đầu những năm 1980 và chúng là loại máy bay chiến đấu đầu tiên của Việt Nam có khả năng vươn ra hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Các biến thể còn hoạt động hiện nay gồm có Su-22M3, Su-22M4 và biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi Su-22U-M3. Trong đó, Su-22M4 là biến thể cuối cùng do Liên Xô cũ phát triển được nâng cấp mạnh với nhiều thiết bị điện tử, cho phép mang vũ khí không đối đất chính xác cao. Su-22M4 có 10 giá treo mang được 4 tấn vũ khí các loại, gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, tên lửa chống radar, bom và rocket không điều khiển. Bên cạnh các loại máy bay chiến đấu, Không quân Nhân dân Việt Nam còn trang bị các loại máy bay phục vụ công tác vận tải quân sự, trinh sát tuần thám và cả nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Lữ đoàn Không quân vận tải 918 là đơn vị của quân chủng phòng không không quân, được trang bị các loại máy bay vận tải, trinh sát tuần thám cánh cố định. Cái chức năng nhiệm vụ của Lữ đoàn Không quân vận tải 918 là trước tiên thì nó đúng theo tên gọi, là Lữ đoàn Không quân vận tải chuyên chở khí tài, vũ khí, trang bị kỹ thuật bộ đội để phục vụ quân đội, toàn quân và quân chủng trên cả nước và trên các nước bạn Lào và Campuchia. Ngoài ra thì một chức năng nữa không kém phần quan trọng ấy, đó là trinh sát tuần tiễu, tìm kiếm cứu nạn ở trên biển và bảo vệ khu vực biển đảo của đất nước. Sau khi loại biên máy bay vận tải tầm trung An-26 do Liên Xô cũ chế tạo, hiện nay lực lượng không quân vận tải được trang bị chủ yếu là các máy bay thế hệ mới do hãng Airbus của châu Âu sản xuất. CASA 295 hiện là máy bay vận tải có tải trọng và tầm bay lớn nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Tôi tên là Đinh Trung Khiêm, cơ trưởng và giáo viên của dòng máy bay vận tải quân sự CASA 295 của Không quân Nhân dân Việt Nam. Giờ là dòng máy bay vận tải quân sự hiện đại nhất của Không quân chúng ta. Đối với dòng máy bay này, hiện giờ là chúng tôi đã sử dụng trên loại máy bay này và cũng đã làm chủ được trên cái loại máy bay này. Đối với dòng máy bay này thì chúng tôi cũng thực hiện thứ nhất là vận chuyển hàng Bắc Nam và hàng cứu trợ và bay trinh sát tuần tiễu trên biển. Đối với cái dòng máy bay mới hiện giờ là cái trần cao, độ cao bay theo lý thuyết là bay 25.000 feet. Trường hợp mà vận tải thông thường, cự ly chạy đà cất cánh có 750 mét, còn trọng tải chở hàng thông thường là 20 tấn 7. Sau đây tôi giới thiệu với các bạn về khoang hàng và buồng lái của máy bay C-295. Đối với dòng máy bay C-295, ghế đỏ, ghế này là ghế dành cho lính dù. Còn ghế này mà khi mà vận chuyển chở người thì sử dụng bằng ghế mềm. Còn bình thường thì nếu mà vận chuyển hàng hóa thì nó sử dụng bằng tấm pallet, sẽ đặt hàng lên như này để vận chuyển hàng hóa. Còn nếu mà vận chuyển thương binh thì lại có thêm cái hệ thống những móc treo, có hệ thống móc treo để treo cáng. Đối với chở thương binh là được 28 thương binh thì sẽ treo móc cáng hai bên. Và đây là cửa dành cho lính dù khi mà thực hiện đi thả dù, nhảy dù. Còn đằng sau là cửa dù, là cửa thả dù hàng. Khi mà thực hiện thả dù hàng thì ta sẽ mở cửa này. CASA 212i cũng là loại máy bay vận tải quân sự của hãng Airbus nhưng được lắp ráp ở Indonesia. So với CASA 295 thì CASA 212i có kích thước nhỏ hơn, tải trọng hàng hóa và tầm bay cũng nhỏ hơn. Ưu thế của máy bay CASA 212i là nó yêu cầu đường bay cất hạ cánh ngắn, rất thích hợp với việc lập cầu hàng không tới các đảo xa bờ. Hiện nay, máy bay CASA 212i của Lữ đoàn 918 đã có thể vươn ra hoạt động được ở nhà ga hàng không đảo Trường Sa lớn. Lữ đoàn 918 hiện đang quản lý và khai thác một số máy bay CASA 212-400 mang phù hiệu của lực lượng cảnh sát biển. Về hình dáng bên ngoài và tính năng bay, hai loại máy bay CASA 212i và CASA 212-400 là giống nhau. Tuy nhiên, loại máy bay CASA 212-400 không làm nhiệm vụ vận tải mà có chức năng trinh sát, tuần thám, đặc biệt là tuần thám biển với các khí tài trinh sát đặc chủng. Tôi, Trung tá Cao Bá Giang, lái chính máy bay CASA 212-400. Máy bay CASA 212-400 là máy bay thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, làm nhiệm vụ tuần thám, tuần tra trên biển và nhiệm vụ của quân chủng phòng không quân khi có nhiệm vụ của trên giao. Đây là loại máy bay tuần thám biển được trang bị các cái hệ thống tuần thám như hệ thống SLA và FLIR, và máy bay thì sẽ hoạt động ở cái độ cao thấp ở trên biển nếu như mà điều kiện thời tiết cho phép, và cái tầm hoạt động của máy bay thì ở cái độ cao từ 1.500 feet đến 2.000 feet, tương đương với 500 đến 700 mét. Cái hệ thống tuần thám, tuần tra trên biển là làm việc hiệu quả nhất, và cái thời gian bay của máy bay là từ 5 tiếng đến 7 tiếng ở trên biển. Thưa quý vị, đây là cái thiết bị FLIR, nó là một dạng camera quan sát ngày đêm, có thể quan sát trên mặt biển ở cự ly 10 km, tự động bám các cái mục tiêu trên mặt biển, ghi video, chụp ảnh. Còn đây là thiết bị SLA, dùng để quan sát dầu tràn và các tàu hoạt động trên mặt biển. Cự ly quan sát 40 hải lý mỗi bên máy bay, có thể quan sát được các tàu nhỏ trên mặt biển. SLA là truyền các cái xung xuống mặt biển, sau đó thể hiện trên màn hình máy bay. Đây là thiết bị hiển thị FLIR, thiết bị quang điện tử hồng ngoại, camera quan sát ngày đêm. Thiết bị này có thể tự động bám các mục tiêu trên mặt biển. Còn đây là thiết bị sonar, thiết bị này ở hai hông máy bay và có thể quan sát mỗi bên là 40 hải lý. Còn đây thiết bị là VHF hàng hải, có thể gọi tất cả các cái tàu hoạt động trên mặt biển. Hệ thống MS 6000 này cũng có thể truyền hình trực tiếp các video xuống sở chỉ huy qua thiết bị S-band, có thể gửi đoạn video ngắn, gửi hình ảnh qua vệ tinh, gọi điện thoại. Ngoài ra có thể sử dụng camera cầm tay, máy ảnh, có thể chụp các cái tàu hoạt động trên mặt biển. Ngoài các loại máy bay hiện đại nêu trên, Lữ đoàn 918 hiện vẫn đang khai thác một số loại máy bay được ra đời hơn 70 năm trước, đó là máy bay An-2 do Liên Xô cũ chế tạo. Mặc dù được coi là máy bay thế hệ cũ, từ hình dáng đến tuổi đời, nhưng An-2 lại là máy bay dùng được cho rất nhiều mục đích và có hệ số an toàn rất cao. Chính vì vậy, hiện nay nó vẫn còn được giữ trong biên chế, mặc dù loại máy bay ra đời sau đó là An-26 đã bị loại biên. Máy bay An-2 là cất cánh lần đầu là ngày 13 tháng 8 năm 1947, sản xuất hàng loạt năm 1949 ở các nước Liên Xô, và sau này thì ở các nhà máy đặt tại Ba Lan có sản xuất. Tổng số các máy bay trên thế giới hiện tại là 18.000 chiếc đã được sản xuất. Bây giờ ngoài Việt Nam đang còn hoạt động thì các nước Châu Phi, Trung Phi, Trung Quốc và các nước Ba Lan hiện tại vẫn đang sử dụng cái dòng máy bay này. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu qua những tính năng cơ bản của cái dòng máy bay An-2 cho công ty. Dòng máy bay An-2 này nó là đang sử dụng động cơ cái tổng cái quản. Cái dòng máy bay này cái động cơ của nó được nâng lên là 9 động cơ, 18 xi lanh sắp đặt theo hình sao. Đấy, nhưng mình chỉ biết sắp đặt theo hình sao đấy. Hệ số an toàn của cái dòng này rất cao. Có nghĩa là so với tất cả các từ máy bay trước đến các máy bay hiện đại giờ, cái dòng này thì đã được thế giới ghi nhận là độ an toàn nó rất cao. Hơn nữa là cái máy bay này nó cấu tạo là cái độ ổn định nó cao, rồi nó có 2 tầng cánh. Nó có nhiều phiên bản. Vì nông nghiệp thì họ sẽ sản xuất về nông nghiệp. Còn về thủy phi cơ hoặc là về các biến thể của nó thì rất nhiều. Đấy, nhưng mà cái dòng An-2 của sản xuất cho quân đội nhân dân Việt Nam ấy, thì mục đích chủ yếu là để thả quân dù và vận chuyển cứu thương và làm bay bảo vệ môi trường. Cái tính năng của dòng máy bay này nó là máy bay vận tải nhẹ, là cái ưu điểm của nó là trần bay thấp, tốc độ bay nhỏ và cái đường cất hạ cánh nó rất ngắn, nó phù hợp cho các cái đường băng ngắn hẹp, đường băng dã chiến. Ví dụ như là quãng đường hãm đà của nó chỉ có 220-230, còn cái quãng đường để cất cánh của nó là 150 đến 200 mét là nó có thể rời đất rồi. Ngoài lực lượng máy bay cánh cố định, Không quân nhân dân Việt Nam còn có trong trang bị một số loại máy bay trực thăng do Nga chế tạo như Mi-8, Mi-17, Mi-171. Lực lượng không quân trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam hiện nay chủ yếu thực hiện các vai trò vận tải chở người, hàng hóa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tham gia chiến đấu yểm trợ hỏa lực đường không, chống khủng bố. Một trong những ưu điểm của loại máy bay trực thăng là rất hữu ích trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Đang trong cao điểm mùa huấn luyện, bãi đáp của Trung đoàn Không quân trực thăng 930, Sư đoàn Không quân 372 rền vang tiếng máy bay cất hạ cánh. Một trong những nhiệm vụ của Trung đoàn 930 là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trong đó có cả cứu hộ cứu nạn trên biển. Trung đoàn Không quân trực thăng 930 thuộc Sư đoàn Không quân 372 được giao rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trong những năm qua, Trung đoàn luôn luôn chú trọng cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên máy bay trực thăng. Trung đoàn thường xuyên tổ chức huấn luyện cho phi công và các thành viên tổ bay nắm chắc các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là xây dựng kế hoạch huấn luyện tìm kiếm cứu nạn như bay treo cấp cứu người trên biển, trên đất, bay cất hạ cánh ở trên núi cao và ở các cái đảo xa. Thường xuyên tham gia hiệp đồng diễn tập với lại các cái vùng cảnh sát biển, rồi vùng 3 hải quân, Bộ Công an và các đơn vị hiệp đồng trong khu vực. Trung đoàn được trang bị các loại máy bay như Mi-8, Mi-17, Mi-171 và các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, đủ điều kiện để Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong khu vực trách nhiệm được giao. Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung cuối năm 2020, máy bay trực thăng của Trung đoàn 930 đã chủ động khắc phục khó khăn, dũng cảm vượt qua điều kiện thời tiết xấu, trời âm u, mây mù, thực hiện nhiều chuyến bay biển, bay rừng núi, kịp thời cứu nạn, cứu trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung. Bên cạnh lực lượng không quân trực thuộc quân chủng phòng không không quân, thì trong quân đội nhân dân Việt Nam còn có các lực lượng không quân khác. Tổng công ty trực thăng Việt Nam. Đơn vị này được trang bị khá đa dạng nhiều loại máy bay trực thăng, từ của Nga sản xuất đến các loại có nguồn gốc từ châu Âu. Không quân hải quân. Lực lượng không quân trực thuộc quân chủng hải quân có trang bị hỗn hợp gồm máy bay cánh cố định, thủy phi cơ và các loại máy bay trực thăng khác nhau, trong đó có cả loại chuyên trách nhiệm vụ chống tàu ngầm và có thể cất hạ cánh trên tàu quân sự đang hoạt động. Được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại với các loại máy bay đời mới, tính năng hiện đại. Hiện nay, Bộ đội Không quân đang tích cực huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày, ban đêm, trên đất liền, trên biển. Việc làm chủ được các loại máy bay và vũ khí, khí tài mới sẽ đảm bảo tốt cho nhiệm vụ quản lý vùng trời, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp bay vi phạm quy chế bay, đột nhập đường không, không để Tổ quốc bị bất ngờ trên không.